아, 녹음해요. 네. Today we are going to talk about rice. Rice is very important for most of people in the world. And then in Asia especially, many Asians have rice, eat, have breakfast, have a meal with rice, right? And then so and each country different name of rice. And in Korea, for example, and sal, maybe in Vietnam is gao, and Gạo. then the ăn cơm là in Korean pap pap Bập pap bập. mocha. Yeah, so Nè. okay, so and then I'll talk about how grow the rice grow naturally in Korea. You say how rice grow in Vietnam. Okay. Okay, I'll me first. And then Korea have four seasons. So and then only one time, and farmers can plant rice, and then they harvest rice, and then they make rice for food for the and pap, and then so and then in early spring, with the seed of rice, they sprout, make sprout with the paddy, so and then they make sprout each like about 15 or 20 centimeter, and then they made a plate for the rice sprout to plant in the paddy. Nào ba đi đúng Yeah, in paddy is known and paddy, không? and then so they harvest with the machine, tractor or some kind of iyangi, some we call iyangi in Korean, and then the machine which can the plant sprout rice, spread of rice. After rice, the plant rice, and then water is very important. Water, so in during the summer season, and then rice grow and tall, and then harvest, and then the nowadays fall. After rain, so have a lots of sunny days, and then rice grow, and then with the life of rice cow, and then now autumn, and then farmers harvest rice, so they harvest, and then they make a rice with the rice, and then they make rice with this, some small one. After then they can do they can make for food, and then in Korean people use rice the main meals with rice, and also they make a kimbap, and they made a rice cake dog, and then so okay, so I talk about the rice, and then in Korean now, 쌀은 한국에서 가장 중요한 겁니다. 쌀은 세계 많은 나라 사람들이 먹어요. 그리고 특히 아시아에서는 쌀이 주식이라고 볼수 있습니다. 한국은 사계절이 있기 때문에 쌀 농사 또는 벼농사라고 하는데, 쌀 농사를 한 번밖에 하지 못해요. 그리고 쌀 농사를 하기 위해서는 농부는 씨앗을 판에다가 심어서 싹을 키웁니다. 스프라우트 싹을 만들어서 싹이 20cm 정도 자라면 그 판을 이양기로 해서 기계로 논에 패디 논에다가 쌀 벼를 심습니다. 벼벼그 스프라우트를 벼라고 해요. 벼. The plant of rice called 벼. 벼를 심고 여름 동안 비가 오고 해가 있어서 여름 동안 벼는 많이 자라게 돼요. 그리고 물이 아주 중요합니다. 물을 많이 대줘서 벼는 물과 햇빛을 그리고 영양분을 먹고 자라게 돼서
많이 자라고 나면 이제 가을이 되면은 그 쌀이 알곡이 생겨서 열매가 생겨서 우리 농부는 추수를 할수 있어요. 그때는 콤바인으로 추수를 해서 그것을 쌀로 만들어서 우리가 주식으로 사용을 합니다. 아침, 점심, 저녁으로 쌀을 먹고 그다음에 김밥이나 떡을 만들 때 우리가 쌀을 많이 사용을 합니다. 한국의 쌀에 대해서 얘기했어요. 또이다 노이 베더 가오 땡벳 가오 라 관종 몽유의 오 태조의 뇨이 태조의 앙 가오 앙껌나좀 몽안 암암 암특 농협 농협 오 한국 한국 고 봉무아 봉무아 엔아 농협 잔농아 고테 고테 고 가오 모란 Famous tiếng Việt là gì? Là nổi tiếng. Nổi tiếng. Famous, Yumion Hill. famous. Farmer là nông dân, nông dân. Famous. Nông dân, Nông dân. nông dân. Có thể gạo Nông minh. nông dân, nông民. Nông gạo The plant, young plant called how? In your tiếng Việt. Là trồng gạo. Lập chăm gạo, okay. Plant, lập chăm gạo, and then, may, nông dân có thể, plant, tiếng Việt là gì? In your tiếng Việt. Là trồng gạo. Plant. Plant Là in the paddy. invest là thu hoạch. Bella tua. Thu hoạch. Harvest. Nông dân có thể bella tua, paddy, non. Paddy. In that thing. Okay. And then, mua hè, and then the gạo Rồi phát triển, tập luyện tập luyện nên cố gạo bôi nước and nắng nước and nắng vào trời đồ bờ Nước trâu nước nắng nước nắng nắng nước and ba nắng nên gạo nông dân có thể su hoạch harvest su hạt chón su hoặc chón thu hoạch Thu hoạch, so in Korean su hoạch similar thu hoạch gạo nên nhiều Hàn Quốc nông dân nhiều Hàn Quốc ăn ăn cơm bôi gạo and for lamb and back kimbap lamb kimbap and ba rice cake là tiếng Việt là gì? In your tiếng Việt rice cake tóc tóc Làm bánh bánh gạo. bán cáo làm bán cáo ok có cần So sánh em tan no Việt Nam e tan no mani arasayo. nhưng mà tôi không không có nó về gạo là nông dân chủ đề là new 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 fan nên cô thể cô cần để bê hiệu biệt
tôi vùng môi tư đề. Ok. It's difficult to know about all the topics, especially and today we talk about lice and then and but lice and a little bit rare, very very important. Every day we eat, but we don't study about it lice Yeah, in currently in languages. Japan, there's less about rice and many Wait a second, wait a second. 네, 여보세요? 네네. 시간표를 한번더 보내주시면 좋을 것 같은데요. 예. 그러면 9시 반부터 12시 반이면은 3시간씩이잖아요. 그러면 대략 안전교육 한 30분 한다고 치고, 1시간 준비하는 시간, 1시간 10분 정도씩 해서 교대하면 되겠네요. 그거까지 해서 한 30분 잡고, 샤워까지 잡는 거는, 그럼 너무 시간이 없는데. 그러면은 조금 빼면 돼요. 한 시간 정도로 하고 교대하면 되겠네요, 그럼. 예, 그렇게 하면 될것 같아요. 네. 네. 예. 오케이. So, your turn. Talk about how to feed the plant, how to grow rice gạo in Vietnam. So in Vietnam, Yeah, is in it the in Vietnam is a main food, right? A main food for Vietnamese people. Yes. And in Vietnam, grow right in the south and in the north, a lot of Yeah, everywhere. But almostly just grow in the south and the north of Vietnam. Mekong Delta. Yeah, Mekong Delta. It's very famous in Vietnam because many rice Build. export to foreign country. Country. Yes, yeah. Maybe in the supermarket in Korea also has Vietnamese rice. Yeah, I see. And so many food they are made from rice. I think, do you know sankutsu? Yeah, I know the four. It's also made from rice and it's famous food in Vietnam. Yeah. Many people usually enjoy pho, not only breakfast, they are also eat in the day. They can eat morning, lunch, and the afternoon. Okay. And in Vietnam, so they are grow the rice from September to December every year. In Vietnam, there has two season to grow in the rice. So in Vietnam, so there has a Mekong Delta, so it's easy growing to the rice. That's why Vietnam export the rice to foreign country a lot. But I don't think grow rice is a good in Vietnam because if we don't
Met the Machine, Ừ. which is do traditional job Ừ. Việt Nam cannot develop like Korea country or Japan country. Yeah. Because in Japan or in Korea, they usually machine to working. Yeah, Or okay. if we use machine to working, so the at first a lot we Harvest. we use a blend to help when you how is I Drone, why yeah. so when you harvest you can use a machine Machine, yeah, yeah coding, you yeah. don't need to a lot of people to do that. You just use a machine and they work very fast. Yeah, right. Now you talk about thing bit. Okay. Bây giờ em sẽ nói tiếng Việt là ở Việt Nam thì gạo là món ăn chính của người Việt Nam. Người Việt Nam thì thường ăn gạo là chính. Và có nhiều món ăn được làm từ gạo như là bánh mì, phở. Và ở Việt Nam thì chủ yếu trồng lúa vào tháng 9 và tháng 12. Ở Việt Nam thì là trồng lúa rất là nhiều và có thể xuất khẩu qua nhiều quốc gia trên thế giới. Có lẽ ở Hàn Quốc, trong siêu thị Hàn Quốc thì cũng có gạo của Việt Nam. Thường thì ở Việt Nam một năm thì thu hoạch 2 lần và người dân thường trồng gạo vào tháng 9 đến tháng 12 là cái thu hoạch có năng suất cao. Nhưng mà em nghĩ thì Việt Nam nên đầu tư máy móc vào sản xuất nhiều hơn là trồng về sản xuất nền nông nghiệp, vì nước Hàn và nước Nhật thường sử dụng máy móc để làm việc nên có hiệu quả hơn. Nếu Việt Nam muốn phát triển nhanh thì phải cũng sẽ ứng dụng máy móc vào để làm việc để nâng cao hiệu quả và năng suất cao hơn. Okay. Yeah. You try to say Korean. Korean Tiếng cho Hàn. Việt Nam này so san san rin Việt Nam saram e cha vô xích rạc ham ni ta mạn ni âm xích san bù tho mạn trót sao dồ많은 음식을 쌀로 만들어요. Việt Nam này do Yumion âm xích Yumion hanin Bánh mì, bánh mì phở tại san bù tho mạn trót sao dồ Việt Nam Việt Nam is so bu qua nam bu e so nè san rơn
JB hạt cối sao dùng. Nè. Việt Nam e so san nung chọn man gimon hết sao dù rồi Nè. so CK e so Tốt chứ? này chung vô hâm này ta Nè chúc nè. efforts Ừ. À, xuất sự, to xuất other country sự. Xuất sự, xuất sự. Xuất sự. xuất chung Thêm cái. xuất khẩu Xuất khẩu, xuất ok. khẩu À, xuất sự. Việt Nam san nên Việt Nam mung hoa hạt cô hết sao dù Ok. cái sao giò Nung, cha nung. nón lá Nung là nè so cái bộ có that in my about Vietnamese yeah the Vietnamese woman they usually well wear nón cái bộ lá nung là nung là rồi sao san nương Việt Nam muôn hoa e sao ít sao dùng nè chúng nghe hiểu. Ok. Sale. vâng Xong, xong. Got vâng sorry it. because so No, I it's don't know so okay. much in Korea. We talk about Gao and okay. Hung em, qua em là Quang Hai. Tôi đã đi Quang Hai. Oh, really? Tôi đã du lịch Đào Hoa. Tao là tôi đã đi Quảng Ngãi, tôi đã sống các san can sông Big One Big San. And tôi ăn món ăn Quảng Ngãi the thịt, meat, some meat, and then tôi đã ăn. Tôi Ibeno Quang Ngai đến biển là xóa. Bà xuống đi biển. Tôi nhớ, tôi ni Quang Ngai, ô Quang Ngai, also cao. Cao là quan trọng. Nè, mặt trời rồi. Bố mẹ mình làm việc là gì? Hả? Bụng. Bố mẹ em làm việc là gì? Nung chan. Tiếng Anh ok. Bố em là ngư dân. Lương Giang. Ngư dân là fishing, fisherman. Nước rằng ô viên ô sông ô viên Nè chê chị bun cún à ta cũng chơi sao bata cún cho dù ok can biên cho tan bố mẹ là dân 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 biên. nè dân biến u tôi very difficult tôi tôi very xem giảng viên cuộc sống nè YouTube giảng viên cuộc sống Việt Nam là nổi tiếng giảng viên cuộc sống giảng viên Nè, my father is I know giảng viên Abu. ok ok so bố mình bộ ăn dê ăn ăn hai ăn là giảm bên ok Thì cái đấy sao cho nên hê san muốn xin sen
해산물 많이 먹었어요? 해산물 많이 있어요. 오케이. 안 비싸요. 야, I know. 맥과. 인선 한 해산물 많이 있어요. 바이 로이 로이카 보 고엠 까오카 보이 네, 로이 맞아요. 로이 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 바티 까나오 까목 까오 까먹 까친 네 까오 까느 까누 짬짬지 오, really? 네 정말요? 참치 가능? 네 까까느 the trend la lon lon네 very big. very big. bao nhiêu dân biển làm việc ở trên Around 30 people. 30? 30 people. Wow. The trend loan. Thì lớn, nè. Big B. Tan bo captain No, just no a normal normal fisherman. normal fisherman so work together dân biên cùng nhau Son chan đi anh đi cùng han saram isayo. mô 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 nhoi sân trang cái tin là tiếng Việt là gì Thuyền trưởng. thiên lượng Thuyền trưởng. thiên lượng Nè. ok thiên lượng ok. They work on the beach around 1 minute, two minutes. After that, they come back the land to sell the Really? Hesan Moon. Wow. So it's a big ship and then go and then the far away catch the tuna. Nè. I know. Okay. They usually work at a big island. The big island. Go there, big island. Big island like Hoàng Sa Island, Trường Sa Island. Quang Sa, Đường Sa Island. Island, đảo Jeju Tô. I know, Tao, Tao, Quang Sum Sa, Sum, Tao. Cơn Sum. Ok, nay mai tôi cô làm việc, maybe Thursday, we can talk about Jan Ben, about cuộc sống Jan Ben. Because Okay. and then we can talk more because my brother's a fisherman and Tan, your father's fisherman, so we grow the Gambian, so we can talk about more, okay? Nay. 오늘은 hôm nay tôi có làm việc, tôi Oh. phải chuẩn bị nay mai làm việc nay mai. Nay mai tôi là PG là tên Oh. là gì Là bằng rộng. là bằng Ba lâu vô. là bằng lâu bị học sinh Ừ. 80 học sinh Ồ. tham gia các cửa hàng tôi Ồ. tam 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 mươi tôi sinh viên Wow. so PG năm bên Do tôn. Phải Do ship, tôn. phải ship. Phải Sao ship. rắm? AT, phải ship, phải ship. Ban ship. Oh. Many. Wow, So, really? tôi chuẩn bị làm việc cho chương mại. Oh, Ok. I can learn with your famous picture, but I don't know. Ok. So, hôm nay, ok, thank you. Chúng ta có thể nói về cuộc sống dân biển on Thursday. Thursday Okay. là thứ Thứ năm.
thứ năm, năm. ok, Ừ. thứ Năm. năm, tạm biệt, Mục Du In. mọi người, thứ năm, tạm biệt, Ok. thứ quê Tạm sơ biệt thầy. nè.